Xin chào các bạn, mình tên là Hải và hiện nay mình đang theo học khóa học công nghệ thông tin tại trường Đại học Công nghệ Queensland, bang Queensland, Australia. Mình theo học khóa học này tại vì đây là một khóa học rất bổ ích và nó cung cấp cho mình rất nhiều những kỹ năng và kiến thức cần thiết cho công việc của mình sau này. I was a high achieving student back in Vietnam and that's why QUT offered me a scholarship and that was a big influence on my decision to come here and study at QUT. So when I arrived in Australia, one of the first things I realized was how great and how healthy the environment is. There's no air pollution here, and it's really a great place to start my study. At the beginning of this semester, I applied to be a peer learning facilitator for Stimulate. Stimulate is a support service for students who are studying IT, math, or science. I find this service really useful. And I want to contribute my efforts to help other students overcome their difficulties in their studies. QUT provides students with a lot of support, and one of them is the softwares. We can have access to fully licensed software such as Microsoft Windows or Office. And for me, for example, I have access to Microsoft Visual Studio, which is a great help in my study in IT. Nếu bạn đang tìm kiếm một trường đại học có thể giúp bạn chuẩn bị cho cuộc sống và sự nghiệp trong tương lai, hãy chọn QUT.